Đỗ Quốc Liên kính chào quý vị. Chúc quý vị buổi sớm tốt lành. Lúc này là buổi sáng ngày 12 tháng 10 năm 2020. Thưa quý vị, lúc này chúng tôi đang bọc cái tấm tranh quê xưa bằng gỗ hương Nam Phi với cái phần ván dày 4 phân, kích thước là 79 x 1m55 và với giá rẻ giật mình. Giá rẻ chưa từng có, chỉ có giá 7 triệu bao ship thôi. Và cái này là cái mặt hàng mà ở cái bộ phận mà tôi đã giao riêng cho cháu Nguyễn Hưng Long là con trai tôi. Mong quý vị cô bác hết sức ủng hộ, bởi vì các cháu đang mới làm, gọi là kiếm một tí chút gọi là thôi, cho nó khí thế. Các cháu tập làm tập ăn. Thì cái này chúng tôi sẽ đang làm và sắp chuyển về thôn 3 Ngọ Dương, xã An Hòa, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Quý vị cần bất kể cái tranh gì bằng gỗ hương, mẫu gì, xin nhắn về số Zalo của cháu Nguyễn Hưng Long là 0348 999 666, hoặc là số Zalo của tôi là 0367 666 111, hoặc gọi trực tiếp cho tôi là 0984 666 999. Chúng tôi sẽ đáp ứng mọi cái mặt hàng về các cái tranh gỗ hương, có thể là dát vàng hoặc không dát vàng, và với cái giá rất là hợp lý, có thể không phải là giá rẻ nhất của làng nghề nhưng mà hàng thì phải đảm bảo là chất lượng tốt nhất. Không thể, chúng tôi xin chấp nhận cạnh tranh nhưng mà nhất định là phải đặt cái chất lượng lên hàng đầu. Những cái bức tranh này mà cách đây vài năm thì cái giá của nó phải chắc chắn là phải trên 10 triệu rồi, mà giờ đây chỉ có 7 triệu thôi. Xin tạm biệt quý vị tại đây. Xin quý vị liên lạc với Đức Hiền theo mấy cái số vừa rồi vừa báo. Đây, số đã in ở trên diện tường đấy. 0984 666 999. Tạm biệt quý vị.